sau bao nhiêu mối tình đổ vỡ, mình còn tin ai? Sau bao nhiêu tổn thương bùa vây, vẫn yêu em rất miệt mài. Qua bao nhiêu khoảnh khắc thời gian, tưởng chừng hạnh phúc nhớ, phút chốc tan vỡ thật nhanh. Anh ngỡ tình yêu ngọt ngào đến mức cũng tàn thôi. Phải chỉ ngày đó mình đừng yêu nhau, thì hai trái tim không như lúc đầu. Hạnh phúc là khi vì nhau vượt qua muôn ngàn nỗi đau. Tiếng rất là chất quang nhé. Như chẳng có gì, người đã từng quá quen thuộc bỗng xa lạ. Lên lên 1 2 3 4 5 6 7 lên. Hôm nay em còn ít mic BBS 6 số không có tự ngắt các bác nhé. Đấy, hãng bãi xịn của BBS test dọn ngon lành thanh lý hốt cho các bác chơi Tết. Đấy, tổng cộng là có 12 bộ các bác nhá, 12 bộ. Đây là BBS mã 320 S320. Đấy, bên ngoài nó còn in được cả BBS 330 đây. Đấy, nhưng mà cái vỉ bên trong này S320, S328, S329 nó cùng làm một cái vỉ này thôi các bác nhé. Nó cùng làm nó cùng làm một cái men vỉ này thôi. Đấy, đời 320, 328, 329 thì nó cải tiến về cái vỏ tay mic thôi. Lô này là sản xuất năm 13 các bác nhé. Sản xuất năm 13. Đây, BBS thì linh kiện rất là chất. Nó là cái dòng mà nồi đồng cối đá bền nhất trong các dòng mic bãi nhé. Linh kiện của BBS rất là chất. Đấy, bộ số 1 đến bộ số 7 là côn neo các bác nhé. Bộ số 1 đến bộ số 7 là côn neo màu đen này. Đấy, côn neo màu đen này. Còn bộ số 8 cho đến bộ số 12 là côn trắng cam các bác nhé. Côn trắng cam. Đấy, và đầu chụp toàn bộ thì em thay đầu chụp mới các bác ạ. Đầu chụp em thay đầu chụp mới. Các bác ơi vào đây là nhìn rất là đẹp các bác nhé. Đấy, đây vì đây là dòng đuôi chuột, thế nên là toàn bộ lấy kẹp pin là bị gãy hết. Đấy, dòng đuôi chuột nó rất là ôm pin, thế nên là lấy kẹp pin là bị gãy hết các bác nhé. Bên kia nó sử dụng pin sạc mà. Về là lấy bị gãy hết. Nhưng mà không vấn đề gì, rất là chắc. Đấy, toàn bộ cái bộ mic này đấy, tay chân em đã bọc dán là đẹp long lanh rồi. Đấy, đầu thu cũng rất là đẹp. Giá của nó là 1.600.000 một bộ. 1.600.000 một bộ. Em bao ship và tặng kèm đầy đủ dây giác chống lăn cho các bác nhé. Về các bác cắm vào chơi thôi. Đấy, đầu chụp mới tinh này. Nói chung là nhìn rất là đẹp. Tiếng thì em bao hay cho các bác luôn. Đấy, BBS là một cái dòng mic thì quá nổi tiếng từ trước đến giờ rồi. Tất cả các linh kiện của nó làm rất là tỉ mỉ. Đấy các bác nhìn này, kể cả những cái lẫy kẹp pin của nó nhé. Những cái lẫy kẹp pin nó làm cũng đều là lẫy xịn hết. Không bao giờ han gì. Đấy, tất cả các dòng mic nhưng mà chỉ có mỗi BBS là không bao giờ cái lẫy kẹp pin này bị han gì cả. Kể cả các bác sử dụng bao nhiêu năm chăng nữa thì cái này nó không bị han. Đấy, tay chân rất là đẹp. Có 12 bộ. Bác nào mà chuyển khoản luôn nhé. Bác nào mà chuyển khoản hết luôn thì em giảm 200.000. Thì còn 1.400.000 cái bộ BBS này. Hát đảm bảo bao hay cho các bác luôn. Đấy, rất là đẹp. Đẹp đều nhau hết tất cả rồi nhé. Chất âm của nó thì em đã test cái video lúc đầu rồi. Đấy, 1.600.000 nếu mà ship code. Còn nếu mà ship code thì các bác cọc cho em 100.000 nhé. Ship code các bác cọc cho em 100.000 chuyển khoản hoặc là thẻ điện thoại đều được. Sau khi nhận hàng kiểm tra xong thì các bác thanh toán nốt 1.500.000 là xong. Còn các bác nào mà chuyển khoản hết luôn ấy, thì em sẽ tính giá là 1.400.000. Còn bác nào có nhu cầu thì liên hệ với em theo số điện thoại 0967 851 866. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở trong những clip tiếp theo.